tôi lính trận xa nhà. Xin mến chào các bác, chào mừng các bác quay trở lại kênh âm thanh Bãi HD. Trong video clip buổi trưa ngày hôm nay thì tiếp tục cửa hàng lên sóng và cập nhật cho các bác rất là nhiều các mẫu đẩy bãi tiếp tục lại về hàng. Và trong video này thì em có về những cái dòng đẩy rất là xịn sò. Và với cái dòng đẩy thương hiệu Boat Gruppen, một trong những cái dòng đẩy bãi Thụy Điển nhá. Con này thì với cái hàng đẩy bãi thông thường thì khi em lên kênh thì rất là khi có những cái con đẩy mà nó có chế độ bảo vệ như này. Ví dụ như con này thì các bác thấy là khi mà các bác chỉnh setup ok rồi, các bác đặt volume đẩy ở tình ví dụ ở vị trí cố định đi, thì các bác sẽ có những cái nắp đậy này. Đấy, và xoáy con ốc vào đây thì con đẩy này thì không bao giờ ai động được vào, và tránh chẻ nhỏ nhá. Chẻ nhỏ ví dụ là vặn tay vào mà gây hư hại các thiết bị âm thanh. Và trong video này thì em tiếp tục vào những cái lô đẩy này với công suất tương đối là lớn nhé. Con này thì công suất khoảng 900W một kênh và chạy hoàn toàn bằng những dòng tụ Fuario. Đấy, tụ Fuario với hàng xịn. Và size con này rất là gọn, phù hợp cho các bác là chúng ta có một cái tủ kệ nó ngắn nó vừa thì nó sẽ vừa. Cái này nó chỉ ngoài 30 một chút thôi, tầm 35-36 thôi. Đấy, thì hiện tại thì em có test con đẩy này ở phía sau. Con đẩy này thì với cái điện áp là hàng xuất nên là điện 220. Và nó còn các cộng trừ đấy, cộng trừ 50%, cộng trừ 10% của cái tần số, có nghĩa là cái độ nhạy của này rất là cao. Đấy, độ nhạy rất là cao nên là cái ngưỡng nhạc của nó khi mà đánh những cái bản nhạc mà nó tí tách thì nó có thể phát huy được cái chất nhạc của cái bản nhạc này rất là cao. Đấy, lên rất cao. Đây là cái bản series C, phiên bản là phiên bản hình như là phiên bản cuối rồi của cái thương hiệu Boat Gruppen. Đấy, thì tiếp tục em lại về cái lô hàng này, em sẽ báo giá và giới thiệu chi tiết cho các bác nhé. Và tiếp tục thì ngày hôm nay thì em có test những cái dòng đẩy bãi Đức Hau lên đường và với hình thức nó đẹp xuất sắc luôn. Đấy, cái model này thì phân khúc cao các bác có thể đánh dòng full đôi nhé. Hàng em về thì hầu như các bác chốt rất là nhiều luôn. Bên cạnh đó thì ngày hôm nay thì cửa hàng có về cho các bác một cái dòng đẩy mà con này thì được cái là nguồn rất là to. Đấy, không thấy con nào mà nguồn to như con này. Nguồn con này khoảng 22cm và con này thì nó mất tem rồi. Đấy, mặt của nó thì giống mặt DK và công suất ở kênh nó sẽ có hai kênh nhá, một kênh to một kênh bé. Kênh to của nó thì công suất khoảng 1000W và kênh bé công suất 600W. Đấy, vì vậy là các bác có thể đánh được con, nói chung là con này đánh nhiều loa và tụ của nó là 6 tụ đẹp lớ luôn. Hàng em về chưa thổi bụi vệ sinh mà mở ra đã đẹp này rồi. Thì em sẽ báo giá cụ thể nhá. Và với cái bản MU server dòng phiên bản Rock 2 thì hầu như là các bác chốt, hầu như là em cứ lên đâu về đâu được các bác chốt hết đấy. Và bởi vì nó rất là đẹp luôn, các bác nhìn từ nội thất hầu như là nếu mà để đánh giá thì nó là 19,5 và 10 thôi nhá. Ngày hôm nay thì em lại tiếp tục có hàng và test cho các bác lên đường rất là nhiều. Với cái phiên bản MU Rock 2 này thì nó tiếng rất là hay, nó có những cái vỉ nâng tiếng này, vỉ cắt giải tần này, hay là quạt gió rất là êm, nó là rất nhiều cái điểm cộng để các bác chốt những con này. Cái giá của nó vẫn là 2,7 triệu nhưng giá rất là tốt rồi. Giá này thì em báo giá tại cửa hàng. Quay chủ đề chính thì em sẽ quay kỹ hơn về một con Gruppen dòng bãi Thụy Điển.
con này thì nó được ốp một cái mặt màu vàng xanh ghi đấy, màu dạng vàng ghi, và cái bản này là bản series C mã Ruben, và nó sẽ có hệ thống đèn nháy ở đây và hai view lum bên trong. Nếu các bác căn chỉnh rồi thì các bác chỉ cần khóa cái ốc ở đây. Đấy, cái này thì em tháo ra để em quay chi tiết cho các bác nhé. Và chất nhạc con này thì miễn bản, nó quá là hay rồi. Và con này thì nó sẽ có một cái nắp bảo vệ đấy, Groupon bản series C. Đấy thì nó sẽ bảo vệ cái phần nắp nguồn nhé, đấy, bảo vệ phần nắp nguồn. Nguồn con này thì to chà bá luôn, rất là to luôn. Và tất cả những cái linh kiện này là linh kiện vỉ, là toàn những con linh kiện tốt. Vì con này thì tụ của nó sẽ là 4 tụ nhé, tụ nó sẽ quay ở phía dưới này, 4 tụ for audio, mỗi kênh là 4 tụ, có nghĩa là tổng là 8 tụ. Và cái vỉ đằng sau này là vỉ xử lý tiếng này, độ nhạy này. Đấy, những cái này thì nói chung là bản chất con này tiếng rất là hay luôn, tiếng rất là hay. Tụ ở phía dưới, tụ phẳng đét luôn. Đấy, tụ nó ở mặt sườn này, ở cái 4 con tụ này, những con điện trở trên này tụ nó sẽ ở dưới. Và con này thì nó sử dụng lên tới tổng hai mấy sò đấy. Kiểm tra thì các bác cứ đếm đây, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, có nghĩa là tổng 20 sò, và mỗi kênh của nó sẽ có 3 cặp bù áp, có nghĩa là sẽ có 3 con bù áp ở đây, nên là rất là khỏe luôn. Con này thì mạch là H nhé, căng đét luôn. Con này rơi vào khoảng 900 mát một kênh. Ngày hôm nay em sẽ để cho các bác một cái giá là xem nào, 2.800.000 đi, giá tại cửa hàng. Và các bác khẳng định với các bác là nếu các bác chuyên sâu về nghe nhạc thì các bác sử dụng con này thì nếu phải đèn nhạc của nó không thể chê được, tiếng cực kỳ là hay. Và hầu như là các bác nghe nhạc trực tiếp trên TV hay trên điện thoại, như hầu như là các bác như đang đánh con này thì như là ca sĩ đang hát trước mặt mình. Nó rất là nhạy, độ nhạy nó cao, và cái giải bass trung tép của nó rất là đều. Đấy thì bác nào quan tâm thì có thể alo bên em nhé. Số lượng thì em không có nhiều, những cái bản Groupon, bản CDC là rất là hiếm. Đấy, không có nhiều. Và nó có hệ thống khóa bảo vệ volume này. Thì các bác nào mà sử dụng những dòng này mà hát karaoke nghe nhạc, con này thì bao bác đánh 2 cặp 30 nhé, hoặc 2 cặp 40 con 16. Giá là 2.800.000 nhé. Thì con hau này thì một trong những phân khúc hàng hiếm của mã 900W này. Hàng này về thì hầu như là nó đều sử dụng những cái dòng tụ run, một trong những cái dòng tụ nó quá đẳng cấp rồi. Nó sử dụng trong rất là nhiều các con đẩy và những con đẩy hãng. Con này thì là 900W một kênh và có vỉ cắt dài tần, vỉ IC tiếng ở đằng sau. Thì con này để cho các bác giá là 3 triệu giá tại cửa hàng, mà số lượng em không có nhiều, em bán rất là nhiều rồi. Từ hôm trước giờ về là các bác chốt rất là nhiều rồi. Thì em sẽ quay qua cái mã này. Và con này thì với một cái công suất một kênh là 1.000W, một kênh nó sẽ là 600W, thì để cho các bác giá 2.300.000 nhé. Em giá tại cửa hàng nó rơi vào 2.400.000 bao ship. Và những cái bản MU Rock, bản MU Server, bản Rock 2 này thì phải nói các bác là nếu các bác không mua đợt này thì nó không có cái lô nào nó đẹp như này. Nó đẹp quá đẹp luôn, ngỡ ngàng luôn. Đấy, các bác nhìn này. Và nó chỉ lấm tấm một chút bụi ở cái khe quạt. Các bác để ý cái khe quạt thì nó hơi lấm tấm bụi. Và đằng sau này nó hút về thì nó có bụi đằng sau đâu. Còn trên main của nó trắng tốt luôn, rất là đẹp. Và con này thì giá của nó là 2.700.000 nhé. Giá tại cửa hàng nó sẽ rơi vào 2.800.000 giá bao ship cho các bác. Và ngày hôm nay thì em lên rất là nhiều mã đẩy nhé. Rất nhiều mã đẩy thì các bác nào có nhu cầu, chúng ta gọi điện trực tiếp tới số máy cửa hàng là 0396855899. Em báo giá lại nhé. Cái mã này sẽ là 2.800.000 giá tại cửa hàng. Mã này 3 triệu. Mã này 2.300.000. Và cái mã rốc là 2.700.000. Tất cả là giá tại cửa hàng. Và em sẽ tính là 100k tiền cước cho các bác thôi. Ok. Thì bác nào quan tâm thì có thể alo trực tiếp tới số máy cửa hàng là 0396855899. Và xin chào, hẹn lại các bác nhé.